Chào các bạn, hôm nay thì là mỹ phẩm Nga Fair Food xin chia sẻ một số các cái thông điệp tốt nhất về cái chuyên mục là chăm sóc sức khỏe mà giảm tải các cái việc sử dụng thuốc. Thì hy vọng các bạn sẽ theo dõi các cái thông tin trong cái video này đến tận cùng để tìm ra được những cái phương pháp mà điều trị bệnh cũng như là phòng bệnh ấy, tốt nhất mà giảm thiểu được cái việc sử dụng những cái biện pháp mà thuốc và các cái biện pháp điều trị tốn kém khác này. Trong cái chuyên mục này thì Fair Food xin chia sẻ với các bạn về cái thương hiệu chăm sóc sức khỏe Biomax. Đây là một cái thương hiệu mà một cái nhà sản xuất mà các cái sản phẩm về chăm sóc sức khỏe là nó được đánh giá là thương hiệu số 1 bán chạy nhất tại Nga này, với các cái sản phẩm cần thiết như là cho cái thiết bị y tế này và các cái sản phẩm vật lý trị liệu dựa trên tác dụng của từ trường này. Cái sản phẩm của Biomax thì là nó rất là uy tín trên thị trường này, với lại cái chất lượng cao này, ổn định và đem lại cái hiệu quả điều trị vượt trội lâu dài, và đã trở thành rất là nhiều đối tác của rất là nhiều trung tâm y tế không chỉ tại Nga và rất nhiều nước trên thế giới. Nếu các bạn có thời gian có thể là tìm hiểu trên mạng thì nó được rất nhiều nước đã nhập hàng của Biomax này, và họ có những cái video chia sẻ về kinh nghiệm cũng như cách sử dụng bằng những rất nhiều thứ tiếng khác nhau đấy, để cho thấy là Biomax nó có một cái sản phẩm của nó không chỉ có ở tại Nga mà nó được là tầm của nó được vươn ra rất là nhiều nước trên thế giới và được áp dụng rất nhiều nước trên thế giới. Đặc biệt ấy, là các cái sản phẩm của Biomax cho mục đích y tế và trị liệu ấy, thì đã được kiểm nghiệm lâm sàng và được phép sử dụng của cái dịch vụ giám sát liên bang về sức khỏe thuộc cái Bộ Y tế của Nga. Và tại Fair Food thì là các bạn sẽ dễ dàng thấy là có rất là nhiều các cái giấy chứng nhận chất lượng này cũng như là hợp đồng hóa đơn này để đảm bảo là các bạn mua hàng đúng nguồn gốc và cam kết về là đã được kiểm nghiệm về chất lượng cũng như là cái độ an toàn khi sử dụng ấy. Thì là các cái sản phẩm của Biomax ấy, nó cho cái mục đích trị liệu ấy, thì nó dựa trên cái tác dụng đó là của từ trường tác động lên cơ thể. Và ưu điểm của cái phương pháp điều trị này ấy, thì đó là phòng ngừa bệnh từ các cái sản phẩm mà này, thì nó không gây đau này và hầu như không có chống chỉ định, đặc biệt là đối với những cái bệnh nhân dễ bị tổn thương như người cao tuổi ấy, cái sức đề kháng rất là yếu ấy, thì đòi hỏi giảm tải tối đa các cái lượng thuốc mà tiêu thụ vào cơ thể, bởi vì cái sức đề kháng yếu và cái tác dụng phụ của thuốc thì rất là nhiều. Cho nên là các cái sản phẩm từ tính ấy, từ cái phương pháp vật lý trị liệu là một cái sự thay thế rất là hiệu quả. Và để nói qua về cái tác động của từ trường ấy, thì là mình xin liệt kê một số các nghiên cứu khoa học đã được chứng minh trên toàn thế giới. Như là chúng ta sẽ thấy là quen thuộc, như người ta sẽ nói là cái thuật ngữ của các cái sản phẩm vật lý trị liệu đó là Magnetic Therapy ấy. Thì đây là một cái loại là trị liệu từ tính, nó là rất là phổ biến tại các cái nước như là Mỹ, Nga, Đức, Nhật và Trung Quốc ấy. Và không phải chỉ bây giờ mà ngay từ thời cổ đại ấy, người ta đã chứng minh được rằng là cái từ trường có thể tiếp thêm nguồn sinh lực cho người bệnh và thúc đẩy việc chữa lành bệnh. Thì là cái sự tác động của từ trường lên cái từ trường bên ngoài lên cái từ trường của cơ thể thì nó sẽ có những cái tác dụng không ngờ, như là tăng cái lưu lượng dòng máu này, giúp hấp thụ tốt hơn các chất dinh dưỡng này, giúp cung cấp oxy đến các mô này, tế bào, đào thải độc tố, ngăn ngừa các gốc tự do này, loại bỏ stress này, nâng cao tinh thần này và kéo dài cái tuổi thọ của người sử dụng. Là đồng thời là sản phẩm của Biomax này thì nó sẽ là giúp là điều chỉnh cái dòng canxi trong cơ thể, từ đó mà ảnh hưởng đến những cái quá trình sinh lý khác nhau, ví dụ như là các cái quá trình mà tạo xương này, rồi là các cái quá trình mà tăng giảm huyết áp này đấy, làm thay đổi cái tính chất của axit hay là tính kiềm trong cơ thể, và đặc biệt nó lập lại các cái trạng thái cân bằng vốn bị rối loạn khi bị suy yếu. Ví dụ như là có rất là nhiều dân văn phòng ấy, khách hàng của Fair Food ấy, là bị cong vẹo cuộc sống ấy, thì khi mà chúng ta dùng những cái sản phẩm của
biomass ấy, thì chúng ta sẽ có thể là giúp cho cái điều chỉnh lại được cái tư thế của cái cột sống, giúp cho nó giữ thẳng hơn và nó không bị cong vẹo, và để không bị gây ra những cái rối loạn về thoát vị đĩa đệm hay đau lưng hay là đau thoái hóa đốt sống sau này ấy. Hoặc là có những cái tính chất khác như là các cái sản phẩm của các cái từ trường ấy, thì từ trường thì nó có thể là ảnh hưởng trực tiếp hay là gián tiếp đến các cái chất đến cái hướng sinh học của hormone này, và qua đó ảnh hưởng tới các cái quá trình như là lão hóa do độ tuổi hay là giúp cho cái quá trình trẻ hóa da được tốt hơn đấy. Đồng thời nó cũng giúp cho là các cái kích thích các cái dòng năng lượng từ thông qua các đường kinh, huyệt và châm cứu ấy. Và tất cả những cái tác động này thì nhằm cho mục đích là điều trị bệnh, chữa lành bệnh và cũng như là phòng tránh bệnh ấy. Thì những cái ai mà có thể là những cái người nào mà phải cần thiết sử dụng những cái sản phẩm như này ấy, thì là như là nhà sản xuất đã khuyến cáo hoặc là các cái nghiên cứu khoa học đã chỉ ra là tất cả những cái người bình thường hay là những người đang có mầm mống của bệnh hay là những người đang bị bệnh đều nên áp dụng những cái sản phẩm như này. Nó vừa hỗ trợ trong cái các liệu trình điều trị, đồng thời là vừa là biện pháp ngăn ngừa và đồng thời kéo dài tuổi thọ. Và đặc biệt là những cái người mà có những hiện tượng sẵn như là mình đã chỉ ra này, như đã chỉ ra là các người bị đau lưng do thoái hóa này, thoát vị đĩa đệm này, người bị tai biến này, người bị đau cổ vai gáy này, và những người bị đau dây thần kinh cơ rồi là xương khớp này, những người hay bị chứng đau đầu mất ngủ này, rồi những dùng cho những cái việc mà phục hồi chức năng sau phẫu thuật này, xương khớp này, và những cái người mà bị mất trí nhớ hay là rối loạn tai biến mạch máu này. Đấy, có những cái trường hợp như thế là nên chúng ta nên có những cái sản phẩm hỗ trợ như thế này thì giúp cho là quá trình điều trị tốt hơn và cũng ngăn ngừa được cái biến chứng của nó xảy ra này. Hiện nay thì là các cái sản phẩm từ tính thì tất nhiên là không còn là xa lạ với người tiêu dùng. Tuy nhiên ấy, để chọn mua được cái sản phẩm mà chất lượng tốt này, giá thành tốt này, cam kết về cái nguồn gốc này, chất lượng này, thì nó là rất là khó khăn trong cái điều kiện mà thật giả lẫn lộn ấy. Thì tuy nhiên là khi mà các bạn đã tới với Fairfood ấy, thì là các bạn yên tâm chắc chắn là các bạn sẽ được cam kết về cái xuất xứ của sản phẩm này, tới chất lượng và đặc biệt là cách tư vấn hiệu quả nhất để các bạn dùng làm sao mà vừa đạt được hiệu quả và xứng đáng với cái giá tiền mình bỏ ra ấy. Đồng thời là Fairfood cũng chia sẻ một cái thông tin, đó là tại Việt Nam ấy, thì Fairfood cũng tự hào là cái nơi mà được Biomark lựa chọn ấy, là cái điểm phân phối độc quyền cho các cái sản phẩm về Biomark tại Việt Nam ấy. Thì trong cái video này thì Fairfood xin chia sẻ rất là nhiều các cái sản phẩm hữu ích về Biomark mà Fairfood có sẵn, và là các cái sản phẩm mà khách hàng đang sử dụng và đạt được rất là nhiều hiệu quả cao trong lĩnh vực điều trị cũng như phòng bệnh tại Việt Nam ấy. Đầu tiên là có sẵn tại Fairfood các cái sản phẩm như là các cái loại thảm. Đây là các cái thảm massage bấm huyệt. Nó là có cái tác dụng đó là trị đau này, chống thoái hóa xương khớp này, hỗ trợ tim mạch này, tăng cường thể độc cơ thể này, tăng cường miễn dịch này, và nó có rất là nhiều các kích thước khác nhau. Và nó cái sử dụng của nó ấy, thì là mình có thể là áp dụng lên những cái vùng mà đang bị đau này, vùng cần trị liệu ví dụ như là vùng ngực này, để hỗ trợ các cái bệnh về tim mạch này, hô hấp, và hoặc là áp dụng lên vùng bụng để hỗ trợ về các bệnh về tiêu hóa. Thì các cái thảm gai massage này thì nó có những cái tác động phản xạ, nó là cái tác động của các cái kim gai này, nó tác động lên các đầu dây thần kinh ấy, thì nó các cái tác động này cho phép là các bạn đạt được cái hiệu quả cao nhất trong điều trị. Và đây chính là cái ưu việt nhất trong cái tác dụng của sản phẩm. Chúng ta nhìn rõ này, nó có những cái thảm gai này, và thảm gai này thì là Fairfood là đã cung cấp ra thị trường rất là nhiều và đạt được rất là nhiều cái review tốt về cái sản phẩm ấy. Và các cái hoạt động của nó thì là
được mô tả như sau, là các cái mô đun gai nhựa này của cái thảm này sẽ tác động lên đầu cuối dây thần kinh và các thụ thể đau ấy, hỗ trợ cho việc là mở các mao mạch, các mạch máu và các mao mạch ấy, làm tăng cái lưu lượng máu trong vùng tiếp xúc trị liệu này, và dưới tác động của cái hiệu ứng đó là massage bấm huyệt ấy, thì các cái cảm giác đau sẽ được loại bỏ và giảm sự căng cơ bắp này trong vùng trị liệu này, độ co giãn hoàn hồi của các mô sẽ được phục hồi này. Thảm gai massage bấm huyệt ấy thì là đã được rất là nhiều các cái chuyên gia về của Ấn Độ ấy, yoga tại Ấn Độ thì đưa vào sử dụng, và qua thực tiễn thì người ta chứng minh được cái tác dụng thần kỳ trong việc cái sử dụng là cái thảm gai của nó đối với sức khỏe này. Nó sẽ là cái sản phẩm này thì nó được ưa thích ở mọi nơi mọi lứa tuổi, chúng ta thấy nó rất là tiện dụng này. Đấy. Chúng ta có thể là duy trì là chỉ cần mỗi ngày là từ 5 phút đến 15 phút thì là cái tác dụng cho sức khỏe rất là tốt, và nó sẽ giúp cho cơ thể luôn luôn tỉnh táo thoải mái, và nó giảm đau và tác động lên các cái dây thần kinh ấy, giúp cho cơ thể thoải mà cái tinh thần luôn 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 được nâng cao ấy. Thì các cái mô đun ở đây nó sẽ chứa các cái đá tự tính các bạn, thì là nó có cái tác dụng giống như kiểu bấm huyệt ấy, thì nó sẽ là tác động thẳng tới các cái huyệt đạo này, hệ thống kinh lạc của cơ thể, giúp cho việc là tăng cái hormone endorphin này hoặc là oxytocin này trong máu một cách tự nhiên, và giúp thư giãn này, giảm đau này, cải thiện cái hệ thống miễn dịch và làm chậm cái lão hóa của cơ thể này, và nó giúp là nó sẽ làm tăng cái lưu thông máu và giảm huyết áp. Cái này nó rất là tốt cho cái bệnh về tim mạch ấy, hoặc là nó sẽ giúp là giảm đau các cái triệu chứng đau là thần kinh tọa này, hoặc các bệnh về thoái hóa đốt sống lưng cổ gáy này, và nó kích thích cơ thể đào thải cái độc tố, đồng thời là nó cũng phục hồi các cái chức năng phục hồi các cái tổn thương trên cơ thể này, và cái việc các cái bệnh nhân mà bị thoái hóa xương khớp này, thậm chí bại liệt này, có thể khỏi bệnh nhờ biện pháp là sử dụng thảm massage bấm huyệt này. Đồng thời là nếu mà chúng ta sử dụng thường xuyên thì các cái bệnh ví dụ như là stress này, mất ngủ này, và tăng cường sinh lý nam nữ thì cũng được cải thiện này. Cái này thì nó có các cái kích thước khác nhau ấy, thì các bạn cũng có thể tham khảo. Ngoài ra thì có cái sản phẩm mà mình rất là thích, đó là cái gối massage bấm huyệt, nó cũng là gối gai. Cái sản phẩm mà gối massage trị đau và chống thoái hóa đốt sống này, các cái sản phẩm này thì là nó sẽ là có các cái kim gai ấy, nó sẽ tác động lên các cái điểm hoạt động sinh học ấy, làm tăng cái tổng thể cái mức năng lượng chung, phục hồi sức khỏe và tăng cường cái khả năng miễn dịch. Cái gối này thì là nó được thiết kế cho việc sử dụng rất là đa chức năng. Bạn có thể đặt dưới cổ giúp trị đau vùng cổ vai gáy này, cũng như là dưới lưng này khi mình bị đau lưng này, hoặc là mình cũng có thể là đặt dưới bàn chân để massage cái bàn chân này, bắp chân này, cả bắp chân nữa, thì là giúp cho nó cái việc là kích thích cái tuần hoàn máu, lưu thông bạch huyết này, và sản sinh ra các cái hormone ví dụ như endorphin như mình nói ở trên đây, giúp giảm đau và đào thải độc tố ra khỏi cơ thể này. Ngoài ra thì là những cái vùng mà mỡ thừa ấy, trên cơ thể, mình có thể sử dụng cái sản phẩm gối này để là giúp cho việc là làm tan các cái cục mỡ đấy, và giúp các hiện tượng là sần vỏ cam cũng rất là tốt. Thì chúng ta có thể bôi một lớp gel lên, sau đó chúng ta sẽ lăn một chút với cái thảm gai này. Lúc đầu sử dụng thì chúng ta cảm thấy nó hơi đau một chút, nói chung là cũng không đau lắm, mình ấn tay vào đây mình cũng không thấy đau, nhưng mà cái việc sử dụng thường xuyên ấy thì là cái tăng cường cho sức khỏe rất là tốt, đặc biệt là những cái người mà từ trung niên đổ ra, khi mà cơ thể đang có cái hiện tượng mà mình cảm thấy là yếu, suy yếu về các cái hiện tượng về các cái hệ miễn dịch ấy, hô hấp ấy và lưu thông máu ấy, bệnh tim mạch ấy, thì là nên có những cái sản phẩm như này để hỗ trợ điều trị này.
Các cái thảm này thì là như cái mô tả của nhà sản xuất là nó có đặc tính là đem lại cái hiệu ứng trị liệu cục bộ tại vị trí trên cột sống này, và tác dụng của nó trên phần xương sống là một cái phương pháp hiệu quả để điều trị thoái hóa đốt sống cổ này, thiếu máu này, bệnh dystonia của não này, teo não này, cao huyết áp này, xơ vữa động mạch này, giúp giảm đau đầu, đau cổ và nâng cao sức khỏe. Đấy, đấy là một cái vài thông tin mà nhà sản xuất có chia sẻ như thế. Đây là cái dòng thảm gai này. Còn cái sản phẩm mà một cái sản phẩm mà cực kỳ các cái bạn bao giờ cũng thấy là rất là nhiều người hỏi ấy, từ các cái khách hàng trẻ đến khách hàng các cái bác cao tuổi hoặc là các cái chị ngồi văn phòng nhiều ấy đều hỏi, đó là cái đai hai lớp, đây gọi là cái đai nịt bụng này, trị liệu từ tính bằng đá nhiệt Tupani ấy. Thì là trong đây nó sẽ có rất là nhiều các đá, nó được phân bổ theo cái phương pháp bấm huyệt ấy. Thì là nó tác dụng của nó là thanh lọc cơ thể này, giúp là chống các gốc tự do này, cân bằng sinh học này, giảm béo này, chống đau lưng này, tăng cường miễn dịch này. Nếu mà chúng ta sử dụng cái đai này thường xuyên ấy, thì nó sẽ giúp là lưu thông máu được bình thường hơn này, ngăn ngừa cái tình trạng là trì trệ ứ động dịch này, và giảm đau và căng cơ này. Và cái đai này ấy, nó cũng có khi mà chúng ta làm cách sử dụng là chúng ta sẽ làm ẩm cái bề mặt này và chúng ta sẽ đeo lên trên đeo cái phần đá này vào cái chỗ nào mà mình cảm thấy đau ấy, hoặc là mình có muốn là giảm béo ấy. Đấy, mình sẽ đeo vào và mình sẽ, nó có hai lớp, thì có phần cái lớp ở đây là để điều chỉnh hai bên này, giúp cho việc điều chỉnh cái độ giãn của nó sao nó cho vừa khít với cơ thể. Thì rất là nhiều khách nếu mà muốn sử dụng giảm béo vùng bụng ấy, thì chúng ta có thể bôi một lớp gel lên, sau đó chúng ta sẽ đeo cái đai này lên, tự nó sẽ làm nóng lên, và nóng đến một mức nào đó thì chúng ta có thể là khi chúng ta cảm thấy vừa chúng ta có thể tháo ra, nhưng mà cái nóng của nó có thể duy trì được tầm khoảng 2-3 tiếng sau, và nóng này không làm bỏng da. Một trong những cái yếu tố mà một trong những cái tính chất mà cực kỳ tốt của cái sản phẩm Biomax này, đa túc mani nhé, đa hai lớp này, đây chúng ta có thể thấy đây, trong đây nó có trên vỏ hộp nó cũng ghi rõ là các cái đá này được sắp xếp như thế này, đồng thời là đây nó sẽ có tác động lên vùng lưng này, nếu mà bị đau lưng này, hoặc là vùng eo này, hoặc là khi mà các bạn trong thời kỳ mà bị kinh nguyệt ấy, các bạn nữ ấy, mà chúng ta bị đau ấy, chúng ta cũng có thể đeo cái đai này để giảm đau. Một cái thực ra là một cái đai gọi là đai đa chức năng, rất là nhiều cái tác dụng. Các cái sản phẩm khác như là cái sản phẩm cực kỳ bán chạy đó là không thể thiếu được, đó là cái đai nẹp cổ. Đây, cái hình đai nẹp cổ nó như thế này các bạn ạ. Cái đai nẹp cổ này là một trong những cái sản phẩm bán cực kỳ chạy của cái thương hiệu này. Nó sẽ giúp là điều trị thoái hóa đốt sống này, tăng cường lưu thông máu hệ bạch huyết này, củng cố hệ miễn dịch này. Trong này nó sẽ có những cái đá, nó cũng là đá Tupmani ấy, thì nó cũng sẽ tự có cơ chế là làm nóng khi chúng ta đeo lên trên cổ ấy, thì sau khoảng tầm khoảng 15 đến 20 phút nó sẽ nóng lên, và khi mà chúng ta cảm thấy tê liệt các cái vùng cổ và vùng vai này, chúng ta đeo lên thì cầm tầm cái sức nóng của nó sẽ làm dịu cái các cái cơn đau, và mình đeo thường xuyên thì cái hiện tượng là đau nhức sẽ được giảm rất là nhiều, hoặc là mình có thể đau vùng bắp tay đấy, nếu mà các bạn muốn giảm béo vùng bắp tay thì chúng ta có thể dùng cái đai này, chúng ta đeo lên và chúng ta bôi một lớp gel, chúng ta tập thể dục cực kỳ hiệu quả trong cái vấn đề là giảm béo. Đây là một cái đai khá là đa chức năng, có thể dùng cho cổ và vùng béo bắp tay này, bắp đùi. Đây là cái các đai kính mắt có giãn từ tính này, đây là cái kính mắt này thì nó sẽ giúp là chống mệt mỏi cho mắt này. Chống mệt mỏi cho mắt
Nó cũng có cái đá từ tính ở trong này nhé. Các bạn để ý kỹ là trong này nó sẽ có đá từ tính này. Nó giúp là chống mệt mỏi này, tăng cường thị lực này, chống quầng thâm này, xóa nếp nhăn này, trẻ hóa khuôn mặt, tăng cường hệ miễn dịch. Đặc biệt là kính từ nó sẽ ảnh hưởng đến các cái điểm hoạt động sinh học của cơ thể của khuôn mặt ấy, làm giảm sự căng thẳng trên các cơ này, và cái áp lực của mặt ấy, của mắt này sẽ được loại bỏ. Đây là cái sản phẩm khi mà nó rất là tiện lợi, các bạn vừa có thể là giúp là dưỡng chăm sóc da này, mắt này, và đồng thời là cũng giúp là khi mà các bạn ở văn phòng ấy muốn chợp mắt một chút ấy, thì cái sản phẩm này rất là hữu hiệu đấy. Nó không chỉ là giúp chúng ta sẽ đi vào giấc ngủ tốt hơn, mà nó còn giúp là loại bỏ các cái chống stress sau khi ngủ dậy này, bởi vì ngủ trưa thường thường là mình sẽ ngủ cái cơn ngủ rất là ngắn, khi dậy nó rất là mệt mỏi uể oải. Nhưng mà khi dùng cái kính mắt này thì thực sự là tinh thần nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều khi mình tỉnh dậy, và nó đi vào giấc ngủ sẽ nhanh hơn, đồng thời là ngăn ngừa được cái vấn đề lão hóa rồi là các cái gốc tự do. Các cái sản phẩm mặt nạ trẻ hóa da đây, các cái mặt nạ trẻ hóa da này thì nó sẽ giúp là chống nhăn này, vùng nâng cơ này, đây, giảm đau đầu này, và nó cũng ngăn ngừa các cái lão hóa và hình thành nếp nhăn. Đây nó còn sẽ có những cái vùng đá ở các cái điểm cần thiết đấy, nó sẽ giúp cho vấn đề là nâng cơ này, lão hóa và nếp nhăn đấy. Đây là mặt nạ Biomax, có bàn lăn chân massage này, trị liệu này cho bệnh xương khớp, và là tăng cường cái bàn lăn chân thì là tác dụng như thế này. Thì chúng ta sẽ mỗi sáng chúng ta dậy chúng ta chỉ cần lăn một chút với cái bàn lăn này tầm khoảng 15-20 phút thì tinh thần rất là thoải mái, và chúng ta cũng có thể tập thể dục hàng ngày để tăng cái kích thích các cái huyệt đạo ở dưới bàn chân này. Đây là một cái biện pháp massage rất là hữu hiệu, đồng thời là nó thay thế những cái chi phí tốn kém khi chúng ta phải đi massage chân ở tại các cái spa và các cái cơ sở bấm huyệt ấy. Có các cái sản phẩm lược chải đầu đây, Biomax. Các cái lược chải đầu này thì nó sẽ giúp trong việc là chống rụng tóc, kích thích mọc tóc này, tăng cường tóc và giảm đau đầu này, và nó giúp cho cái độ bóng tự nhiên của tóc này tốt hơn. Nó trên này nó sẽ có những cái điểm tiếp xúc ấy, từ tính ấy, sẽ giúp là tăng cường cái hoạt động của da đầu và chống mệt mỏi mất ngủ đấy. Đĩa xoay tập thể hình ở đây có các cái đĩa xoay tập thể hình đây. Cái này thì là các bạn muốn tập thể dục ấy, cái này nó cũng có cái tác dụng từ trường, tác dụng lên các huyệt đạo của chân này. Tập thể dục với cái này thì là vừa giảm béo thon gọn và cơ thể rất là khỏe săn chắc này. Các cái sản phẩm miếng lót giày ở đây, miếng lót giày cái lót giày này thì là một trong những cái sản phẩm cực kỳ tốt và hữu ích. Đó là nó sẽ là nó gọi là massage bốn vùng huyệt đạo của chân này, giúp phòng trị các bệnh bách bệnh này, tim mạch, tiểu đường. Và miếng lót giày này là dựa trên cái kỹ thuật là giữ gìn sức khỏe truyền thống lâu đời của phương Đông, đó là chính là cái mối quan hệ giữa châm cứu và phản xạ của chân ấy với các cái bộ phận khác của cơ thể con người. Miếng lót này sẽ đem lại cho các bạn là không chỉ niềm vui này, được tiếp xúc là với các từ trường của trái đất, cũng như là trường hợp khi là đi chân trong trên nền xương ấy, loại bỏ cái sự mệt mỏi này, phục hồi cảm giác vui vẻ và sức khỏe này. Đây là một trong những cái sản phẩm mà bán chạy rất là bán chạy của Biomax ấy, và cái mỗi ngày chúng ta chỉ cần đeo tầm khoảng 15 phút vào buổi sáng ấy, khi mà ngủ dậy ấy, thì là tinh thần là thoải mái và khỏe mạnh cả một ngày làm việc không mệt mỏi. Đồng thời có các sản phẩm như là áo đai lưng. Cái sản phẩm này thì không còn xa lạ với rất là nhiều khách hàng, và nó sẽ giúp là hiệu chỉnh cái vấn đề là lưng này cong vẹo này, thoái hóa đốt sống này, là để về cái trước và sau này đúng tư thế của nó, điều chỉnh để giữ đúng tư thế này,
Đây là có các từ trường tác động lên cái vùng vùng eo này và vùng sống lưng này. Size thì cũng có rất là nhiều size để vừa dùng cho cả phụ nữ và nam giới. Các cái thảm, các cái sản phẩm về thảm thiền đây. Các sản phẩm thảm này là không có gai nhé các bạn. Nếu mà các bạn cảm thấy là không ưa thích các cái sản phẩm có gai thì có thể chọn những cái sản phẩm này để giúp thiền này. Đây là các sản phẩm để thiền. Các bạn nào mà thường xuyên phải thiền và muốn là vừa có hiệu quả về tĩnh tâm ấy và vừa đạt được cái hiệu quả về tăng cường sức khỏe thì là các sản phẩm này thì cực kỳ hữu ích. Có những cái sản phẩm về bắp chân đây, bị giãn tĩnh mạch dưới chân này, sưng phù nề này, các bạn có thể dùng những cái sản phẩm này cực kỳ hữu ích. Trong đây nó sẽ có những cái đá đây, các bạn sẽ thấy là những cái đá nó nằm được thiết kế ở đây. Khi mình đeo thường xuyên thì nó sẽ giảm suy giãn tĩnh mạch ở dưới chân ấy, và sưng phù nề. Các sản phẩm vòng điều hòa huyết áp ấy. Cái vòng điều hòa huyết áp thì là rất là quan trọng trong việc là ổn định nhịp tim này, chống stress này, giảm mệt mỏi này, tăng cường miễn dịch này. Cái hiệu quả của điều trị là do cái tác động của từ trường vĩnh cửu lên cái khu vực sinh học của cổ tay này, có liên quan đến hệ tim mạch, hô hấp, tiêu hóa và các hệ thống khác trong cơ thể. Thì là cái vòng đeo tay này là được sử dụng như một cái phương pháp điều trị độc lập này, hoặc là kết hợp với các loại thuốc cần thiết trong vấn đề mà điều trị là tăng giảm huyết áp ấy. Và nó không chỉ có cái tác dụng mà điều trị mà nó còn có cái tác dụng mà thời trang. Nó rất là phù hợp thời trang. Đây nó có rất là nhiều mẫu rất là đẹp hợp thời trang. Đấy, là một cái sự vật trang trí rất là tốt cho các bạn ạ. Thì là tại Facebook thì có rất là nhiều cái như là vòng cổ này, mạ vàng đính đá này, rồi vòng đeo tay điều hòa huyết áp này. Mục đích của nó là ổn định nhịp tim này, chống stress này, mất ngủ và tăng cường hệ miễn dịch. Tất cả các cái sản phẩm này thì là đều được Facebook nhập với lại cái trực tiếp với nhà sản xuất Biomax, cho nên các bạn cứ yên tâm về chất lượng cũng như là nguồn gốc sản phẩm. Đây có những cái sản phẩm đai lưng này. Đai lưng này thì là dành cho những người bị thoát vị đĩa đệm, đau lưng và thoái hóa này. Đây. Cái này nó sẽ có một cái lạch thẳng từ đây xuống này, nó sẽ giữ cho cái phần cố định cái phần sống lưng này nó bị cong vẹo và bị lệch ấy. Và những cái người mà đang bị thoát vị đĩa đệm thì đứng lên không nổi hoặc là khi mà ngồi hoặc đứng lên rất là đau ấy, thì chúng ta có thể dùng những cái sản phẩm như này. Rất là nhiều bác mà đến với Fairfood và đã thử và dùng cái sản phẩm này. Mà xin nói thêm là các cái sản phẩm từ tính của Biomax thì hạn sử dụng của nó là 7 năm. Cho nên là với một cái số tiền rất là ít ỏi các bạn có thể dùng và phòng ngừa được cái các cái bệnh lâu dài nhé. Còn rất nhiều các sản phẩm khác nữa. Đây. Những cái sản phẩm là cho chân này, massage chân này. Thảm gai này thì chúng ta có thể dùng cho vùng cổ này. Ngoài những cái đai nẹp cổ mà không có gai thì chúng ta cũng có thể dùng những cái loại gai này. Nếu mà các bạn đã dùng quen rồi thì cũng có thể là dùng cái thảm gai này cũng khá là tốt. Thực ra là trong cái video này tại Facebook thì là có rất là nhiều các cái sản phẩm đi, cho nên là cũng không thể chia sẻ hết với các bạn về tất cả các cái sản phẩm. Thì trong những cái video lần sau ấy, các bạn chịu khó theo dõi thì Facebook sẽ chia sẻ tỉ mỉ hơn về công dụng của các cái sản phẩm ấy, thì là các bạn sẽ chọn được cái sản phẩm ưng ý hơn. Xin chào.